Xin chào mọi người, lại là Bình đây. Mọi người đã bao giờ băng qua những nẻo đường của Sài Gòn ở vị trí trên cao chưa? Và hôm nay thì mọi người hãy cùng Bình trải nghiệm một chiếc xe bus 2 tầng dạo quanh một vòng Sài Gòn nhé. Tiếng xe bus này còn được gọi với cái tên là xe bus Hot On Hot Off, dành riêng cho việc đi du lịch vòng quanh thành phố. Mình có thể mua vé trực tiếp trên xe hoặc mua vé online. Giá vé ở đây là 149 đồng nha mọi người, cho một vòng xe đi quanh vòng thành phố trong 60 phút. Chuyến xe khởi hành từ đường Nguyễn Huệ cạnh nhà hát thành phố. Tiếng xe bus lần lượt đi qua những điểm đặc trưng của thành phố như là nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, hồ Con Rùa. Tuy là những cái địa điểm này nó quen thuộc với người rồi, nhưng mà ngắm nhìn chúng nó ở một góc độ trên cao thì nó thật là mới lạ, cũng mang đến cho mình một cái trải nghiệm gọi là khá là thú vị. Theo nghĩ thì mọi người nên đi bus vào khoảng lúc 5 giờ chiều á, lúc này trời mát và ngắm được hoàng hôn và cả cảnh Sài Gòn lên đèn rực rỡ nữa. Ai có cặp có đội đi thử nha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau nhé.